Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Xôn xao khoảnh khắc Quang Lê và Hà Thanh Xuân tổ chức đám hỏi bí mật ở Mỹ, còn có hành động tình cảm. Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước đoạn clip được ca sĩ Quang Lê đăng tải trên trang cá nhân. Trong video này còn có sự xuất hiện của tình tin đồn ca sĩ Hà Thanh Xuân. Giọng ca sinh năm 1988 mặc chiếc áo dài màu hồng nền nã. Trong khi đó, Quang Lê mặc bộ siêu chỉn chu, lịch sự màu đen. Tin đồn Quang Lê kết hôn với Hà Thanh Xuân gây bàn tán những ngày qua, xuất phát từ ảnh giọng ca đập vỡ cây. Đàn mặc vest chỉn chu còn vợ cũ vua cá coi diện đầm giống xiêm y cưới. Trước đó, Quang Lê thừa nhận cả hai có những hành động, lời nói thân mật khi quay vlog, nhưng thực tế họ chỉ là đồng nghiệp chung sân khấu, thường đi hát cùng nên thân thiết. Anh khen Hà Thanh Xuân xinh đẹp nên có cảm xúc khi hát chung nhưng chỉ dừng lại ở sự quan tâm thông thường. Ngoài đi diễn chung, họ thường gặp gỡ, ăn uống cùng nhau. Thời điểm Hà Thanh Xuân nhận những bình luận tiêu cực vì kết hôn với doanh nhân Thắng Ngô, Quang Lê cũng bênh vực. Quang Lê cho biết anh cưới vợ lúc 22 tuổi nhưng cả hai đường ai nấy đi sau 6 tháng về chung nhà. Theo ca sĩ, cách đây không lâu, anh được mai mối cho một cô gái sinh ra trong nhung lụa nhưng chưa từng nghĩ đến việc lấy người giàu để trở thành công tử Bạc Liêu, sống sung túc, không phải lao động. Hiện Quang Lê không sợ hôn nhân, nhưng sợ ràng buộc. Anh muốn tìm được người có thể hiểu, chấp nhận những gì anh có. Quang Lê sinh năm 1979 ở Huế, sang Mỹ định cư từ nhỏ. Anh nổi tiếng khi hát cho một trung tâm ca nhạc ở hải ngoại và ghi dấu ấn với các ca khúc Sương Trắng Miền Quê Ngoại, Cô Hàng Xóm, Đập Vỡ Cây Đàn, Đôi Mắt Người Xưa. Từ năm 2010, anh thường xuyên về Việt Nam biểu diễn. Năm 2013, anh nhận Phương Mỹ Chi, Á Quân Giọng Hát Việt Nhí mùa 1, làm con nuôi và giúp cô bé thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc. Năm 2017, anh là một trong 4 huấn luyện viên của chương trình Thần Tượng Bolero mùa 2. Hà Thanh Xuân sinh năm 1988 ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng đoạt giải tư cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2005, hoạt động nghệ thuật trong nước một thời gian. Cô sang Mỹ định cư năm 2010 và chuyển hướng hát dòng nhạc bolero, diễn hài kịch. Gần 2 năm qua, Hà Thanh Xuân ở Mỹ. Cô cho biết về Mỹ ngay sau đám cưới với vua cá coi Thắng Ngô hồi tháng 5 năm 2022, khoảng tháng 9 năm 2023. Ca sĩ bất ngờ thông báo khép lại hôn nhân ngắn ngủi vì vỡ mộng và nhiều mâu thuẫn không thể hóa giải. Người đẹp nhấn mạnh vợ chồng cô chưa đăng ký kết hôn, đã ly thân được một năm trước khi tuyên bố đường ai nấy đi sau nhiều ngày vướng tin hẹn hò Quang Lê. Chiều mùng 9 tháng 4, Hà Thanh Xuân chính thức lên tiếng. Nữ ca sĩ cho biết những ngày qua cô nhận được rất nhiều câu hỏi về mối quan hệ với Quang Lê. Tuy nhiên, Hà Thanh Xuân khẳng định cô và đàn anh chỉ là đồng nghiệp thân thiết. Hà Thanh Xuân được Quang Lê hỗ trợ nhiệt tình trong công việc như bất cứ đồng nghiệp nào khác, chúng tôi chỉ là anh em đồng nghiệp, hỗ trợ nhau công việc với mong muốn phục. Chúng tôi chỉ là anh em đồng nghiệp, hỗ trợ nhau công việc với mong muốn phục vụ khán giả khắp nơi, mọi chuyện chỉ đến đó. Hiện tại, Xuân xin được giữ kín mọi chuyện riêng tư trong cuộc sống, âm nhạc vẫn là ưu tiên hàng đầu, Hà Thanh Xuân nhấn mạnh về việc cùng xuất hiện tại Hàn Quốc. Hà Thanh Xuân cho biết cô và ekip của Quang Lê hiện có lịch lưu diễn ở đất nước này. Những ngày qua, Hà Thanh Xuân và Quang Lê liên tục vướng tin hẹn hò. Gần đây, hai người được phát hiện cùng tới Hàn Quốc. Thậm chí, mạng xã hội còn lan truyền video được cho là Hà Thanh Xuân và Quang Lê bí mật tổ chức đám hỏi tại Mỹ. Trong video, hai người có cử chỉ thân mật và Quang Lê nói, hai đứa mình cái gì cũng đẹp hết, nhìn như đám cưới vậy trời. Ở một video khác, Quang Lê ôm rồi hôn má Hà Thanh Xuân trước khi Hà Thanh Xuân nên duyên vợ chồng với vua cá coi Thắng Ngô thì mỹ nhân hải ngoại từng được kết cặp nhiệt tình với Quang Lê. Giọng ca sầu tím thiệp hồng nhiều lần cùng đàn em làm clip đi du lịch, trao cho nhau những cử chỉ thân mật tình tứ. Sau khi thông tin Hà Thanh Xuân lấy chồng gây xôn xao, Quang Lê cũng từng lên tiếng thừa nhận từng rung động với mỹ nhân sinh năm 1988 nhưng cả hai chỉ dừng lại ở mối quan hệ anh em, đồng nghiệp thân thiết mà thôi. Trong khi Hà Thanh Xuân đắm chìm trong cuộc hôn nhân đầy mật ngọt thì Quang Lê cũng bận rộn với lịch diễn cùng nhiều dự án nghệ thuật kinh doanh. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nam danh ca chia sẻ hình ảnh mới nhất kèm caption. So với trước kia thì trong bức hình chụp toàn thân mới nhất, giọng ca sầu tím thiệp hồng có vẻ đã giảm được không ít cân, không còn vẻ đĩnh đạc, đứng tuổi như khi mặc vest. Phong cách thời trang đời thường năng động với áo thun,
Quần sọc khiến cho nam ca sĩ trông trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều. Không còn bắt cặp với Hà Thanh Xuân nhưng Quang Lê vẫn cực kỳ đào hoa khi hội ngộ 8 người tình trong show diễn hôm 24 tháng 8 tới đây. Theo như poster được nam danh ca chia sẻ thì anh sẽ có đêm diễn chung đầy cảm xúc với loạt ca sĩ toàn tên tuổi đình đám như Như Quỳnh, Mai Thiên Vân, Võ Hoàng Yến, Tố Mi. Sau khi Hà Thanh Xuân lấy chồng, Quang Lê từng tiết lộ việc đang tìm hiểu bạn gái vô cùng trẻ đẹp. Tuy nhiên, nam danh ca không tiết lộ nhiều về danh tính của cô gái này. Có lẽ anh cần nhiều thời gian để hiểu rõ đối phương rồi mới đi đến quyết định công khai hay không. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.